Ủa em nè. Mới qua hả? Làm gì vậy? Trời ơi, cút mấy cái đất này, mưa xuống giải phân nè. Ủa anh Khương đâu rồi? Trời ơi, nó nấu cơm mà kêu nó nấu từ nãy giờ chưa xong, không biết nó làm cái gì dưới bếp á. Dạo này khỏe không? Không, dạo này gầy, trời lạnh, người cái lưng nó nhức quá, gán ra cuốc cái lưng đau quá trời luôn. Em nói với anh rồi, em kêu gã con Hương đi, rồi hả, lấy mớ tiền nữa rồi ta đi khám bệnh, coi bệnh hoạn sao để hả, mình vậy đâu có được đâu. Trời ơi, anh cũng biết rồi, nhưng mà anh thấy nó còn nhỏ rồi, tội nghiệp, làm dâu nhỏ sớm. Nhỏ gì nữa, 18, 19 tuổi, nhỏ gì nữa. Trời, thấy vậy chứ nó còn khờ lắm em ơi, em qua, em cô nó là em biết mà. Hồi xưa em cởi tuổi nó là em đẻ hai đứa rồi đó, có gì đâu. Em hồi xưa là em hí hửng sớm, rồi đó ba má là cũng la, cũng có cho em lấy chồng sớm đâu, cũng do em. Thì cái chồng sớm cũng vui mà, chứ có gì đâu. Thì bây giờ có cái thằng này đẹp trai lắm mà nhà giàu con một luôn. Kìa, có tới đây rồi đó kìa. Đâu? Thằng đó đúng không? Ừ. Ừ. Nhớ đi con. Anh thấy nó cũng cao gáo đó. Chào bác. Chào chú. Chào con. Kêu Hương ra đi anh. Hương không? Hương! Mày làm cái gì dưới vậy? Mày ra đây tao biểu coi nè. Ra đây nè con. Dạ. Cô Chính tới chơi nè con. Dạ, con chào cô Chính. Trời ơi, Hương à. Dạo này đẹp gái quá nha. Con, có cái anh này nè, cũng cao gáo đẹp trai này cũng được nha, có điều kiện giàu nữa. Rồi con có gì con chịu ảnh đi rồi ha, về anh cưới con về anh lo cho ba con rồi lo cho con nữa. Dạ thôi, con không chịu đâu cô ơi. Thì tìm hiểu thử đi, được thì cưới. Dạ thôi. Ba thấy như vậy. Ba thấy cô Chính nói cũng có lý, với lại ba cũng thấy thằng đó cũng cao gáo sáng sủa đó. Rồi con coi thử, tìm hiểu thử coi làm sao, tại vì đây cũng người quen của cô Chính á. Rồi con coi làm sao. Dạ vậy thôi con chịu à. Hai đứa tìm hiểu đi, có gì được á, ngày mai là đám cưới luôn nha. Nói chuyện đi con, hai đứa qua tâm sự đi. Này anh uống nước đi. Anh cảm ơn nha. Ủa em tên gì á? Dạ em tên Hương. Trời ơi Hương đẹp quá à. Hương này. Em là trước giờ là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Cũng lâu rồi anh, cũng hơn 2 năm rồi đó. Wow, 2 năm hả? 2 năm vậy là coi chừng em bị bùa rồi đó. Anh này nói gì vậy? Bây giờ ha, em chịu anh đi, để anh dẫn em qua Campuchia gỡ bùa ra cho em. Thôi, anh dẫn em qua Campuchia anh bán em hả? Làm gì có, anh quen ông thầy pháp bển á, cũng giỏi lắm. Thôi, không có cưới thử gì ở đây chứ, không. Em cô Chính ơi, đi nè, cô Chính ơi. Em, gì mà chạy như vậy? Anh có, không có đâu, đi theo anh đi. Không, cô Chính ơi, cô Chính. Ủa gì vậy con? Chính ơi, gì vậy? Chính lại. Cái gì vậy hai đứa? Ủa, cô Chính cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì chạy vòng vòng vậy? Đứng lại, cái gì chạy vậy con? Thôi cô Chính ơi, anh đó bán con qua Campuchia, con không lấy nữa đâu. Gì mà bán Campuchia? Không có đâu, dẫn đi gỡ bùa thôi. Nó dẫn đi gỡ bùa, có gì đâu con, gỡ xong mà về thôi, có gì đâu. Thôi, con không chịu đâu. Trời ơi, tao là cô mà tao nói phải nghe. Có chuyện gì vậy? Thôi, cô gái, cứu em với anh ơi. Có chuyện gì? Có chuyện gia đình tôi đâu có gì đâu, thì tôi gả cháu cho thằng này. Đúng rồi. Tự nhiên cái nó bỏ đi à. Không có đâu cô anh ơi, hai người đó được giải em bé mà cùi chi anh ơi. Có thì có bùa thôi, mà hai người là gì của nó, cô là gì của nó? Tôi cô ruột của nó đó. Cô ruột chứ là phải cha mẹ nó đâu mà đòi ép gả nó. Bây giờ muốn gì lên phường giải quyết đi. Con ơi trời ơi, cái gì nữa vậy, cái gì mà có chính quyền ở đây nữa vậy? Trời ơi không có gì đâu, hiểu lầm thôi chú ơi. Trời ơi, nó là em tôi, còn này con tôi đó, không có gì hết á chú ơi. Hả? Ôi trời, sập hết, trời sập hết. Anh cứu em với anh ơi. Cô em á đòi bắt gã bán em cho thằng nào bên Campuchia anh ơi. Trời ơi, dữ vậy hả? Chuyện nào sao đâu, bây giờ em bình tĩnh, kể em nghe đi. Dạ, chuyện là vậy nè. Em chịu anh đi, để anh dẫn em qua Campuchia gỡ bùa ra cho em. Thôi, anh dẫn em qua Campuchia, anh bán em hả? Làm gì có, anh quen ông thầy pháp bển á, cũng giỏi lắm. Thôi, không có cưới thử gì vậy đây chứ, không. Em. Cô Chính ơi, đi nè, cô Chính ơi. Gì mà chạy như vậy? Anh bán tôi qua Campuchia. Không có đâu, đi theo anh đi. Không có, cô Chính ơi, cô Chính. Chuyện không phải như vậy đâu chú ơi. Tôi với cô Chính của nó là quen với nhau. Thì bà nói bà có đứa cháu gái đang chuẩn bị lấy chồng, cái tuổi lấy chồng rồi thì tôi mới giới thiệu con cái tôi cho hai đứa nó gặp nhau rồi có gì hợp thì tiến tới. Chịu xong rồi tôi mới dắt con đi qua rồi nói chuyện rồi mua vàng mua vòng mời đám hết trơn rồi tự nhiên cái mời đám cưới bữa nay à. Cái nó bỏ trốn, nó nói là tôi với con tôi là định bán nó qua bên Campuchia gì tùm lum hết trơn á. Đi đồn tùm lum hết trơn. Tôi có biết cái gì đâu trời, thì tự nhiên chịu rồi thì người ta mới mời đám chứ
với ai đâu mà tự nhiên mời đám vậy, đúng không? Ví dụ như bán ở Campuchia thì kêu con tôi dắt thẳng ở bển đi, tự nhiên cái mời đám cưới làm chi cho người ta biết, đúng không? Đúng rồi. Chị không phải vậy đâu anh ơi. Cô Chính nói với anh đó định bắt em qua Campuchia để gả bán em đó, để bắt em gỡ bùa. Nhưng mà anh nghĩ coi, em bình thường vậy nè mà bắt em đi gỡ bùa, trong khi ở Việt Nam mình cũng gỡ được vậy, tại sao phải qua tới Campuchia? Thì ở Việt Nam cũng có, nhưng mà ở Việt Nam tôi không có quen ai hết trơn á. Mà tôi quen ông thầy bên Campuchia, ông hay dữ lắm, ông hay gỡ cho gia đình nhà tôi á, nên là tôi kêu dẫn qua đó cho nó gỡ đó. Quan trọng á là em không có bị bùa đâu, anh nhìn thử em xem coi giống có bị bùa không. Trời đất ơi, có ai bị bùa mà nói là mình bị bùa đâu? Có bị thì sao nó biết được, phải đi coi thầy mới biết được chứ anh, đúng không? Người thường làm sao biết được. Mà tôi thấy cái mặt của anh cũng tối dữ lắm á, chắc anh cũng bị bùa đó. Anh nên để tôi dắt anh qua trong bữa chiều cỡ bùa cho anh nha. Không tính tiền đâu, yên tâm đi. Tôi á, tôi thấy cái mặt chị cũng tối lắm đó. Để tôi á dắt chị lên thường á, giải quyết cho nó sáng nha. Ông ơi, tôi cái gì biết gì đâu anh ơi, đừng mà.